đẹp đấy. Anh nhà nhà chú tên là gì bà nhỉ? Mạnh. Mạnh à? Mạnh. Hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Thục Đá và đang có mặt tại gia đình nhà chú Mạnh và thì chúng tôi có khu xóm chùa xã Đồng Lương. Khu xóm chùa à bà? Vâng. Vâng vâng. Ở xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ và chúng tôi có hoàn thiện cũng như là thi công lắp đặt một cái công trình là trần gỗ của nhà chú Mạnh. Đây thì hôm nay tôi quay lại cái clip làm kỷ niệm với gia đình, như là giới thiệu về chiếc trần này cho quý khách hàng xem chiêm ngưỡng. Thì hiện tại tôi đang đứng ở ngoài cửa quay bà quý vị này. Đứng ngoài cửa quay bà, còn đây là cái không gian phòng khách nhé, không gian phòng khách ở dưới này. Đã lắp đèn điện rất là đẹp rồi. Thì trần này là sử dụng là chất liệu là gỗ xoan, củ xoan, củ xoan trọng vân chun đây. Đó, rất là đẹp. Củ xoan trọng vân chun gì ạ? Đó, đây là chi tiết, chi tiết về chiếc trần. 15 triệu 500. Chi tiết chiếc trần đẹp. Này gồm có hai cấp bậc, hai bậc. Bên này là đường nét là hoa lá, hoa văn. Sau này ai đã làm chủ gỗ thì người ta phải họ địa chỉ đến nhà chủ em. Giữa là cái mâm trần tròn, đèn trần. Không gian phòng khách nhá. Phòng khách mà lại lắp thêm hệ thống trần gỗ thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Quay để ảnh ơi, kêu cũng đã có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.